vui được gặp lại các con trong môn tin học lớp 4 tuần 5. Cũng như các tiết học khác, các con cần chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập, vở ghi bài. Các con hãy học tập thật nghiêm túc, làm bài tập đầy đủ theo hướng dẫn của cô nhé. Đầu tiên, chúng mình sẽ cùng nhau ôn bài. Các con hãy đọc thông tin trong bảng lần lượt từ 1 đến 6. Nếu đúng ghi D, nếu sai ghi S vào ô ở cuối mỗi câu sau. Các con hãy dừng màn hình, làm bài tập ra nháp của mình. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra kết quả. 1. Thư mục có thể chứa tệp và các thư mục con khác. Đúng. 2. Tệp bài soạn .docx được tạo trong phần mềm Paint. Sai. 3. Mỗi tệp đều phải có một tên riêng để phân biệt. Đúng. 4. Trong tên tệp có thể dùng ký hiệu 2 chấm. Sai. 5. Tệp được tạo trong phần mềm PowerPoint thường có phần mở rộng là .pptx. Đúng. 6. Mỗi loại tệp đều có một biểu tượng khác nhau. Đúng. Các con hãy quan sát các hình ảnh trên màn hình. Đây là những thiết bị gì? Để tìm hiểu nó, chúng ta cùng học bài hôm nay. Bài 5. Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài. Tiết 1. Cô mời các con mở sách giáo khoa trang 21. Sau bài học này, các con sẽ biết một số thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến như USB, đĩa CD hoặc đĩa DVD, ổ đĩa ngoài. Các con sẽ sử dụng được USB, đĩa CD, DVD, ổ đĩa ngoài để lưu trữ, trao đổi thông tin. A. Hoạt động cơ bản. 1. Khám phá computer. Các con hãy nháy đúc chuột vào biểu tượng computer trên màn hình nền. Quan sát thấy gì nào? Sau khi nháy đúc chuột vào biểu tượng computer trên màn hình, em sẽ thấy cửa sổ computer được mở. Đây là khu vực các ổ đĩa cứng C, D, E, F. Tiếp tục là ổ đĩa DVD. Ngăn trái cũng hiển thị các ổ đĩa C, D, E, F cho các con quan sát được thuận tiện, dễ dàng. Như vậy, cửa sổ computer cũng giống như cửa sổ thư mục. Nhìn vào cửa sổ computer, em biết máy tính này có 4 ổ đĩa cứng C, D, E, F, 1 ổ đĩa DVD. 2. Thiết bị lưu trữ USB. Đây là hình ảnh một số USB. USB dùng để lưu trữ các sản phẩm khi làm việc với máy tính. USB rất thuận tiện khi sử dụng. Bây giờ, cô và các con sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng USB. A. Mở cửa sổ computer, gắn USB vào máy tính, quan sát sự thay đổi trong cửa sổ. Trước tiên, các con sẽ tìm xem mặt trên của USB. Bước 2, các con sẽ tìm khe cắm USB trên thân máy tính. Bước 3, các con sẽ cắm USB vào khe cắm trên thân máy tính. Các con hãy quan sát khe cắm USB trên thân máy của máy tính xách tay và trên thân máy của máy tính để bàn. Mở cửa sổ computer. Sau khi gắn USB vào máy tính, các con sẽ thấy cửa sổ computer xuất hiện biểu tượng USB. Như vậy, trước khi cắm USB,
trong cửa sổ computer chưa có biểu tượng USB. Sau khi cắm USB, trong cửa sổ computer các con sẽ thấy xuất hiện biểu tượng USB. Kết luận, khi gắn USB vào máy tính, trong cửa sổ computer xuất hiện biểu tượng của USB. USB và các ổ đĩa khác là các thiết bị lưu trữ thông tin của máy tính. B. Nháy đúc chuột vào biểu tượng USB, quan sát và trả lời các câu hỏi. Cửa sổ nào đang mở? Trong USB có những gì? Nháy đúc chuột vào biểu tượng USB, em thấy cửa sổ USB đang được mở và trong USB không chứa một thư mục hay tập tin nào. Như vậy, các con sẽ điền vào sách giáo khoa câu trả lời. Cửa sổ đang mở là USB, trong USB không có dữ liệu. C. Sao chép thư mục lớp 4A là thư mục con của thư mục khối lớp 4 đã tạo được ở bài 2 vào USB theo hướng dẫn? Các con lần lượt thực hiện các bước như sau. Bước 1. Nháy phải chuột vào thư mục lớp 4A, chọn Copy. Bước 2. Mở USB, nháy nút phải chuột, chọn Paste. Câu hỏi D. Trong USB có những gì? Với câu hỏi này, chắc chắn bạn nào cũng điền được câu trả lời đúng cho mình, đó là trong USB có thư mục lớp 4A. Chúng ta tiếp tục với mục 3, các thiết bị lưu trữ khác. Các con quan sát trên màn hình, ta có ổ đĩa ngoài hay còn gọi là ổ cứng di động. Tiếp tục, ổ đĩa CD, DVD cho phép chúng ta sử dụng đĩa CD, đĩa DVD để lưu trữ thông tin. Kết luận, ngoài USB còn có các thiết bị lưu trữ khác như ổ đĩa ngoài, đĩa CD, đĩa DVD. Sau bài học này, các con cần nhớ một số thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến như USB, đĩa CD, đĩa DVD hoặc ổ đĩa ngoài. USB là thiết bị lưu trữ ngoài gọn nhẹ, thuận tiện khi sử dụng. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các con hãy học bài, ôn bài đầy đủ và hẹn gặp lại các con vào bài học sau.